Đây xin mời bạn. Mình là Timo đây. Lâu lắm mình cũng không chơi cái môn Barbie Bird rồi. Baby Bird. Đó, review lại game Barbie Bird mới nha các bạn. Ok. Let's go. Có một sự lắc nhẹ đây. Ồ, đó. Trời ơi. Máy mình nó lag quá. Ồ. Mai mình sẽ tìm điểm khác biệt nha. Ok. Mà trên Barbie Bus. Miu miu đi. Bắt đầu đi thôi. Hãy sử dụng kính lúp khi bạn không tìm thấy nhé. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Đây nha mình. Ok. Mặt. Wow, bạn đã tìm thấy tất cả rồi. Dễ mà các bạn. Đây là chú bò. Rồi. Cái sâu hồng. Đây. Đấm. Wow. Tất cả đã được tìm thấy. Bạn sắp tới gần chỗ chiếc chìa khóa rồi. À. Miêu miêu bên này. Bẩn hơn nè. Nơi xanh nơi hồng nè. Ok. Chú voi. À, con gì đang hát? À, cái yếm trên đầu. Cố thêm chút nữa là bạn có thể nhận được chiếc chìa khóa đấy. Yeah, miêu miêu ăn mì. Miêu miêu đội mũ này. Gì nữa nhỉ? Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. À đây, bác thấy có hành. Wow, bác đã tìm thấy tất cả rồi. Yeah, quán là miêu miêu đây. Chai nước, quả chai, nước cam. Ok. Số 3 và số 2, ok. Ý Momo. À, cái Momo quần tím với quần xanh. Còn gì nữa? Con sao biển. Ok. À, miêu miêu cầm bằng đèn. Khó rồi nha. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Các bạn nhìn thấy không? Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. À đây. Hãy sử dụng kính lúp khi bạn không tìm thấy nhé.
Anh chị mua. Wow, bạn đã tìm thấy tất cả rồi. Vậy hả? Yeah. Nhím nấm độc. Bạn đã tiêu diệt được con quái vật và nhận được chiếc chìa khóa rồi. Wow, lần này có 3 chỗ nhé. Bạn tìm nhanh thế này sao? Bạn thật là giỏi. Cố thêm chút nữa là bạn có thể nhận được chiếc chìa khóa đấy. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Wow, bạn đã tìm thấy tất cả rồi. Thể nhận được chiếc chìa khóa đấy. Cố thêm chút nữa là bạn có thể nhận được chiếc chìa khóa đấy. Thể nhận được chiếc chìa khóa đấy. Bạn sắp tới gần chỗ chiếc chìa khóa rồi. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào.
tìm thấy. Nhận được chiếc chìa khóa đấy. Bây giờ còn hai chỗ nữa, cố lên nào. Còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bây giờ là 4 chỗ, bạn hãy thử tìm xem. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Gần chỗ chiếc chìa khóa rồi. Wow, tất cả đã được tìm thấy. Bạn sắp tới gần chỗ chiếc chìa khóa rồi. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bạn tìm nhanh thật, bạn thật là giỏi. Wow, tất cả đã được tìm thấy. Bạn sắp tới gần chỗ chiếc chìa khóa rồi. Chiếc chìa khóa đấy.
Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Cố thêm chút nữa là bạn có thể nhận được chiếc chìa khóa đấy. Bây giờ còn 3 chỗ nữa, cố lên nào. Bây giờ còn 2 chỗ nữa, cố lên nào. Bây giờ còn 2 chỗ nữa, cố lên nào. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Chúc mừng bạn, tất cả đã được tìm thấy. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào.
bây giờ còn một chỗ cuối cùng, cố lên nào. Chúc mừng bạn, tất cả đã được tìm thấy. Chiếc chìa khóa đấy. Đâu là chiếc chìa khóa cuối cùng? Bạn sắp nhận được chiếc hộp bảo vật rồi.